Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Tại cuộc gặp cấp cao sắp tới, NATO chưa thể triển khai thực hiện được ngay thỏa thuận trên nguyên tắc với Nhật Bản về thành lập văn phòng liên lạc của NATO ở xứ sở Hoa Anh Đào. Quan chức Nga cho biết, quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể dọc theo biên giới với Belarus. Liên Hợp Quốc cáo buộc Nga tiếp tục ngăn việc vận chuyển hàng viện trợ đến các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine sau vụ vỡ đập Kakhovka gần đây. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Qatar ngày 19 tháng 6 tuyên bố mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao, 6 năm sau khi hai quốc gia vùng vịnh cắt đứt quan hệ trong một vụ tẩy chay tập thể khiến căng thẳng dâng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc gặp cấp cao sắp tới, NATO chưa thể triển khai thực hiện được ngay thỏa thuận trên nguyên tắc với Nhật Bản về thành lập văn phòng liên lạc của NATO ở xứ sở Hoa Anh Đào. Dự kiến, đây cũng là văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó được coi là bằng chứng rõ rệt nhất về định hướng chiến lược mới của NATO nhằm vươn tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Indo-Pacific. Nhưng NATO phải gác lại dự định lớn này vì chưa có được sự đồng thuận cần thiết trong nội bộ. Vì Trung Quốc phản đối mạnh mẽ dự định của NATO đối với Indo-Pacific, một số thành viên NATO e ngại sự ra đời của văn phòng liên lạc trên sẽ bị Bắc Kinh nhìn nhận là hành động khiêu khích, mối đe dọa an ninh trực tiếp. Điều này giống như cảm nhận của Nga về việc NATO thu nạp thành viên mới ở vùng Đông và Trung Âu, Nam Âu. Một số thành viên NATO không muốn liên minh quân sự này làm tổn hại quan hệ hợp tác của họ với Trung Quốc. Ngoài ra, sự dè dặt của Pháp hiện cũng là một trong những trở ngại chính. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công khai coi việc NATO vươn ra xa ngoài châu Âu là sai lầm. Một mặt, ông Macron không muốn NATO gây khó khăn và khó xử cho Paris trong xử lý quan hệ với Bắc Kinh. Mặt khác, người này muốn Pháp không bị lép vế trong công cuộc gây dựng vị thế, vai trò và ảnh hưởng ở Indo-Pacific. Trong NATO, Pháp đâu có được vị thế như ở trong EU. Trong NATO, Paris chỉ có thể tham gia hoặc đi theo, còn trong EU thì Paris có thể kiến tạo và dẫn dắt. Vì lợi đơn ích kép riêng nên Pháp chẳng mặn mà việc NATO vượt khỏi châu Âu, vươn tới Indo-Pacific. Ông Alexei Polishchuk, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Ukraine điều động đáng kể quân đội nước này dọc theo biên giới với Belarus và đang cố gắng thử thách năng lực phòng thủ của Nga và Belarus. Thông tin mà chúng tôi có, quân đội Ukraine thực sự đã triển khai các lực lượng đáng kể dọc biên giới Belarus-Ukraine nhằm thăm dò định kỳ khả năng phòng thủ của nhà nước liên minh Nga-Belarus bằng cách này hay cách khác, ông Polishchuk nói. Theo ông Polishchuk, các phương tiện hiện có của Nga và Belarus trong khu vực đủ để đẩy lùi cuộc tấn công từ lãnh thổ Ukraine hoặc các nước láng giềng NATO. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Kiev và đồng minh phương Tây của họ sẽ có ý thức chung là không thực hiện các cuộc phiêu lưu quân sự, bởi hậu quả sẽ rất thảm khốc, ông Polishchuk cho biết thêm. Belarus nhiều lần cáo buộc Ukraine đã triển khai lượng lớn binh sĩ đến gần biên giới chung, thậm chí cho lực lượng phá hoại xâm nhập lãnh thổ Belarus. Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này và Nga đang bắt đầu triển khai một nhóm lực lượng chung trong khu vực. Trong trường hợp có sự leo thang ở biên giới phía Tây của nhà nước liên minh, tổ chức gồm Nga và Belarus, chúng tôi từng nhất trí sẽ triển khai một nhóm lực lượng chung trong khu vực giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus, ông Lukashenko cho biết. Hôm 16 tháng 6, đề cập đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quá trình này đã bắt đầu và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Trước đó, ông Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, tương tự như những gì Mỹ lâu nay vẫn làm ở châu Âu. Liên Hợp Quốc cáo buộc Nga tiếp tục ngăn việc vận chuyển hàng viện trợ đến các khu vực do Moscow kiểm soát Ukraine sau vụ vỡ đập Kakhovka gần đây. Chính phủ Liên bang Nga đến nay vẫn từ chối yêu cầu do chúng tôi đưa ra về việc tiếp cận các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát quân sự tạm thời của họ, điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine Dennis Brown ngày 18 tháng 6 cho biết. Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để tiếp cận tất cả mọi người, trong đó có cả những người đang chịu hậu quả của vụ vỡ đập gần đây, những người cần hỗ trợ cứu sống khẩn cấp, bất kể họ ở đâu, bà nói. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Nga hành động phù hợp với nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị vỡ ngày 6 tháng 6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông. Hôm 17 tháng 6, các quan chức tại những khu vực do Nga kiểm soát thông báo số người chết vì vỡ đập đã tăng lên 29, trong khi Ukraine cho hay số người thiệt mạng ở lãnh thổ của họ đã tăng lên 16, với 31 người vẫn mất tích. Kiev và Moscow cáo buộc nhau phá hủy con đập nhưng không đưa ra bằng chứng xác thực. Hiện chưa rõ liệu con đập bị tấn công có chủ ý hay do sự cố về cấu trúc. UAE và Qatar đã khôi phục quan hệ chính thức vào tháng 1 năm 2021, sau khi cuộc tẩy chay tập thể về ngoại giao và giao thông, khiến Qatar bị cô lập tại khu vực kết thúc sau gần 4 năm. UAE và Qatar tuyên bố khôi phục sự hiện diện ngoại giao giữa hai nước,
một tuyên bố được hãng thông tấn WAM của UAE đăng tải ngày 19 tháng 6 cho hay. Hai bên đang khôi phục công việc tại Đại sứ quán của UAE ở Doha, cũng như tại Đại sứ quán của Qatar ở Abu Dhabi và Lãnh sự quán của nước này ở Dubai, theo tuyên bố. Bộ Ngoại giao Qatar cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain và Ai Cập đã tiến hành tẩy chay Qatar về ngoại giao và giao thông vào năm 2017, cáo buộc nước này ủng hộ các tổ chức cực đoan và trở nên quá thân cận với Iran. Doha đã phủ nhận các cáo buộc. Việc mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao diễn ra vào thời điểm sự thù địch ở vùng Vịnh đã giảm bớt, sau khi hai đối thủ lâu năm là Ả Rập Xê Út và Iran hồi tháng 3 tuyên bố kết thúc 7 năm đoạn tuyệt quan hệ. Trong bầu không khí hòa giải bao trùm, Qatar và nước láng giềng thân cận Bahrain đã nối lại bang giao vào tháng 4. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan đã đến thăm Iran hôm 17 tháng 6, gặp Tổng thống Ebrahim Raisi, một động thái quan trọng khác trong quá trình hòa giải giữa hai nước. Iran đã mở lại đại sứ quán ở Riyadh trong tháng này. Mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út, vương quốc với đa số dân theo Hồi giáo Sunni, với Iran, quốc gia có dân số chủ yếu là tín đồ Hồi giáo Shiite, ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định ở Trung Đông, vì hai nước từ lâu đã ra sức tranh giành ảnh hưởng khu vực, ủng hộ các bên đối lập trong các cuộc xung đột, bao gồm ở Yemen. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.